Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Demo B Vlog. Và hôm nay Phong Sẹo Hiếu Sơn lên làm một cái thí nghiệm rất là tuyệt vời, một trong những thí nghiệm gần như cuối cùng của Natchi. Rất nhiều bạn vẫn cứ thắc mắc về Natri. Nói thật các bạn này, Natchi, tôi xin lỗi các bạn bởi vì có thể là tôi đọc nhầm về do tiếng địa phương. Nhưng hôm nay là tôi với Hiếu Sư Nhân sẽ làm một cái thí nghiệm, đó là chúng tôi sẽ thử phá hủy cây tre bằng Natri xem có được không. Rồi. Ok, và đây là bụi tre của chúng tôi, và chúng tôi sẽ đục lấy một cái lỗ, sau đó là chúng tôi cái lỗ cho nước vào đấy, sau đó là chúng tôi để Natri vào trong cái thân cái tre như thế xem có hiện tượng gì. Và sau một ngày vài ngày nữa chúng tôi sẽ làm một cái thí nghiệm khác liên quan đến cây tre. Đó chính là chúng tôi sẽ ủ nước, hoa quả cái gì đó vào thân cây tre để xem là ngày hôm sau cây tre uống nó sẽ như thế nào. Ok, và bây giờ là chúng tôi sẽ đi thực hành cái này. Let's go. Go. Vâng, thưa các bạn, là để làm cái này thì chúng tôi sẽ chắc chắn là phải đục một lỗ rồi. Yeah. Ok. Và tôi sẽ đục lỗ này. Ok không? Ok. Được chưa? Các bạn nhìn này, tôi đục một lỗ đây xong rồi đổ nước vào. Đấy, rất chuyên nghiệp. Đục một lỗ thôi, thử xem nó có phá hủy được cái thân cây này không. Tôi thấy là một số bạn làm là phá hủy được cây dừa, còn bọn tôi đây là cố gắng làm để phá hủy xem nó có phá hủy được cây tre không. Nhớ là Sẹo vừa chặt vừa dặn thế. Đó, các bạn là tôi đã đục một lỗ thôi. Một lỗ thôi. Ừ. Một nhỗ. Lỗ. Cây tre này rất to các bạn ạ. Hôm nào thì nó thử làm xem. Ôi, cây tre như kiểu cây tre đực ấy, mãi chẳng thấy được gì cả. Ok. Lâu thế. Vẫn chưa được các bạn ạ. Ừ. Hơi khó. Để Hiếu thử xem nào. Tay Hiếu đỏ hơn tay Phong Sẹo lắm. Đây. Các bạn được, cậu lấy cái đầu này cậu đục này. Đấy, không bổ vào ấy, không phải, mà là bổ vào. Đấy, kiểu đó đó. Nhưng mà phải to một tí các bạn ạ, nếu không to là không cho lát đi vào được. Có đúng không nhỉ? Đúng. Đấy. Làm sao cho cục natri to đùng. Nhưng mà phải đổ nước vào đây. Ok. Ui, sợ nó ướt sẵn rồi không cậu? À, không, trong này nó khô. Làm thật không? Hứa luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Được lỗ bé tí. Để Hiếu đục cho. Ờ, hơi mỏi tay. À, sau đây đến lượt Hiếu Sư Nhân sẽ đục. Đục nó phải có tay nghề, hiểu chưa? Vừa phải thôi. Đấy. Tôi không biết là nhà Hiếu Siêu Nhân là có tre các bạn ạ. Đấy, phải cho được cục natri vào. Đầu tiên là phải cho nước vào đấy xong rồi thả cục natri vào. Ui, tôi tưởng thế nào, tưởng ông ấy mổ mổ ra rồi các bạn. Hóa ra là ông cũng ngoáy ngoáy vào. Cũng chặt bình thường thôi. Đấy, chặt lên trên tí nữa Hiếu ơi. Đấy, các bạn nhìn nhá. Hy sinh hẳn cây tre, không biết là có sức công phá thế nào. Rồi, ở trên là được rồi đấy. Nó đùng luôn, rồi, đây xem nào, đây là cái... Và chúng tôi sẽ đổ nước vào đây, sau đó là cho cục natri vào đây xem là cây tre có hiện tượng gì xảy ra. Ok, và bây giờ là chúng tôi sẽ đi... Hiếu ơi, hay chặt lên tí nữa đi. Sao? Chặt lên đoạn này tí nữa. Được. Vâng, thưa các bạn, đấy. Hy sinh cây tre. Cây tre to. Cây tre to. Cao. Cậu quay cho các bạn. Đấy, cây tre. Tuyệt vời. Đấy. No. Ok. Lên luôn nha. Đấy. Còn có sơ tre thôi, được rồi. Được rồi, thì các bạn xong rồi.
Và bây giờ chúng tôi sẽ đi đổ nước vào cái này. Ok, thôi. Đổ nước trước à? Ừ, đổ nước trước xong là gắp cái cục nát đi cho vào đây. Ok chưa? Đấy. Rồi, Hiếu ơi, thôi. Đấy, và bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành đi đổ nước. Và sau đây Hiếu siêu nhân sẽ ném một cục to đùng, các bạn nhìn thấy chưa? Ném. Ok. Xuống dòng sông, ném phía trước nhá. 1 2 3. Nước đều rồi. Như vậy cái nước ở đây hình như ô nhiễm, không thấy có hiện tượng gì nổ. Ô nhiễm môi trường nước quá. Tuyệt vời. Như vậy là rất tuyệt vời các bạn ạ. Đấy. Ok. Đây là Hiếu siêu nhân sẽ đổ trực tiếp nước vào trong cái cây tre. Nào, Hiếu siêu nhân đổ đi. Chưa? Phuat. Đổ nước đầy vào cây tre, sau đó là Hiếu siêu nhân đã trực tiếp là cho Hiếu nát đi. Cắm chai vào và nó đã phọt nước ra. Cảm ơn. Rất là tuyệt vời. Và sau đây là chúng tôi sẽ trực tiếp là cho nát ri vào cây tre. Vâng, thưa các bạn, và sau đây Hiếu siêu nhân sẽ trực tiếp là cho nát ri vào thân cây tre và chúng tôi xem được sự phá hủy như thế nào. Và 1 2 để cháu cầm chạy cho nhanh. Như vậy là Hiếu siêu nhân cầm chạy cho nhanh. Cái gì đấy hả? Cái cây. Ông này còn nghịch cái gì đấy? Ôi giời, mệt mỏi với ông thưa các bạn đấy. Hiếu siêu nhân này còn nghịch cái gì này đấy. Hồi nào chuẩn bị nghịch. 1 2 3. Bạn không thấy gì cả. Nó đã rơi xuống đâu? Nào chạy đi vòng chưa? Chưa rơi. Chạy đi ạ. Vâng thưa các bạn. Phải rơi vào thì mới được. Thưa các bạn nó vẫn chưa rơi. Phải lấy một cái que. Đây. Lấy cái que. Mệt mỏi mấy ông Hiếu siêu nhân thưa các bạn đấy, ông nghịch. Tôi đã bảo rồi, chưa ăn thua. Ôi! Thưa các bạn, cục nát ri vẫn còn nguyên được các bạn. Chưa thấy con nổ nông gì vẫn còn nguyên ở trên thân cây tre. Còn ông kia thì ông đang ngồi cầm gậy đó các bạn, rất là tuyệt vời. Đấy, thật là tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau nhìn thấy Hiếu siêu nhân. Đấy, ông bắt đầu ông ấy kêu vào. Đẩy mạnh vào cơ thì mới rơi xuống. Khói mù mịt phải Hiếu siêu nhân đây. Vâng thưa các bạn, chúng ta cùng nhau là review xem là bên trong nó có cái gì xảy ra nào. Thưa các bạn, ở đây hình như là cũng không có vấn đề gì xảy ra. Đúng không nhỉ? Cây tre vẫn ngon nghẻ và vẫn bình yên như ngày nào. Đúng là cây tre Việt Nam. Đây, chất lượng cao nhá. Chất lượng cao. Ok. Đấy. Và thế thí nghiệm nổ rất là hay thưa các bạn. Ok. Vâng thưa các bạn, thật là tuyệt vời. Nó thí nghiệm nổ rất là kinh khủng. Và nói thật các bạn, lúc đấy là Hiếu siêu nhân trông như một thằng hố tàu. Nói thật các bạn, nghịch quá. Nhưng mà
cái cây tre nó rất là cứng và không thể phá hủy được. Không, tre chất lượng cao. Đấy, chất lượng cao đấy. Nói thật các bạn, cây tre của Việt Nam mình thế nào nó lại thanh gióng mượn đúng. Cây tre để đánh giặc ngay chứ. Đúng. Ok, và hôm nay bằng một cái thí nghiệm hóa học cũng cho thấy cái sức mạnh của cây tre còn mạnh hơn cả natri rất là nhiều. Nổ rất to nha các bạn nhé, cục cũng to không phải cục bé đâu. Và các bạn thấy video hay hãy like, share, comment và tích cực ủng hộ cho DMP Vlog để chúng tôi tiếp tục làm những video hay hơn rất nhiều. Đừng nói nhiều nữa, hãy cho chúng tôi một like, một share và một subscribe. Đấy nha. Ok, và xin hẹn các bạn ở các video sau. Xin chào. Xin chào.